mọi người một ngày mới nữa. Như vậy là bếp chai kỳ duyên của chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày mới nữa. Ngày hôm nay thì là bếp chai của món chai kỳ duyên của mình sẽ chế biến một món rất là đơn giản nhưng mà rất là dinh dưỡng và ngon nha mọi người, cho bữa cơm của gia đình của mình. Mình luôn thay đổi món ăn mỗi ngày cho gia đình của mình, bởi vì ăn chay không có gì đặc biệt, tất cả đều là đậu hũ và rau củ quả, cho nên mỗi ngày mình đều chế biến ra một món mới lạ để ăn cho nó đỡ ngán, cho nó có sức bền bỉ và dài. Đây là đậu hũ mình đã chiên, hôm nay mình sẽ làm một món là giá sẽ xào với đậu hũ chiên và nấm bào ngư. Đây là giá, hẹ và đây là nấm bào ngư nè. Nấm bào ngư mình rửa sạch sẽ, mình vắt cho khô nước. Rồi xong thì mình sẽ chiên sơ ở trong chảo. Mình sẽ lấy đậu hũ chiên ra trước. Và tiếp đây là mình sẽ chiên sơ nấm bào ngư nha, trước khi mình xào. Mình sẽ chiên cho nó sẽ vừa săn lại. Đây là hẹ. Thì nó sắc sẵn hẹ. Và đây là món bắp cải, hôm nay món bắp cải của mình trộn giấm. Cũng là một món ăn bổ dưỡng. Cái món bắp cải trộn giấm này nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta rất là tốt. Làm xong rồi mình sẽ để vô keo nha. Bắp cải mình sắc ra như thế này nè. Mình ướp đường, muối, bột ngọt cho nó vừa ăn. Xong thì mình sẽ nấu nước giấm mình đổ vô. Cho nó như là mình trụng vậy đó, nhưng mà mình chỉ nấu mình đổ vô thôi chứ mình không có trụng ở trên bếp. Thì như vậy thì mình đợi cho nó nguội, mình sẽ để vô tủ lạnh để dành để ăn. Có thể mình sẽ làm để dành trong ngày Tết, mình ăn trong mấy ngày Tết. Cái món dưa cải như thế này thì mình sẽ trộn để vô tủ lạnh rồi mình để dành ăn từ từ. Mình sẽ để cho nấm bào ngư nó vàng một chút nha. Khi nó vàng, nó hơi vàng giòn thì mình xào giá nó sẽ rất là ngon, nó không bị ngán nha mọi người. Có thể mình sẽ gắt một ít hạt nêm cho nó vừa ăn, chỉ là ít thôi, không có cần nhiều, để cho ở trong cái cọng nấm của mình nó thấm gia vị. Rồi sau đó mình xào giá thì mình cũng sẽ nêm ở trong cái giá xào của mình riêng. Rồi, như vậy là nấm bào ngư của mình nó đã có một phần được vàng rồi. Mình không cần thiết phải quá vàng đâu. Nếu mình muối chiên không thì nó sẽ vàng, nhưng mà cái này mình không cho nó quá vàng. Mình cho một chút dầu vô chảo nha, không cần nhiều đâu. Và đây là đậu hũ mình đã chế biến, mình chiên rồi nè. Thank you.
nấm bào ngư mình chỉ cho vàng một phần thôi, không có quá vàng. Sẽ cho một muỗng hạt nêm, muỗng cà phê nha. Và một muỗng bột ngọt. Chút đường, rất là ít. Và hẹ, mình sẽ để hẹ vô trước nha. Giá nó rất là mau chín. Mà mọi người thấy món ăn đơn giản mà rất là ngon không? Thì rất là hấp dẫn đó. Rồi tiếp theo là giá mình sẽ để sau cùng nha. Mình để giá vô mình sẽ bóp hơi hơi một chút để cho nó gãy, không có bóp mạnh quá nó nhừ, bóp nhẹ thôi. Nó đơn giản chỉ là một cái món giá xào cùng với hẹ với đậu hũ với nấm, nhưng mà rất là dinh dưỡng. Bởi vì giá nó sẽ mang một cái dinh dưỡng rất là lớn cho bữa ăn của gia đình mình. Rất là quan trọng cho sức khỏe nha mọi người. Mình ăn rau củ quả ở trong món giá này là một món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Có thể là sẽ chữa được rất là nhiều bệnh lý thông thường hàng ngày đó. Ở trong giá nó cũng sẽ có nước, nó bọng, nó mọng nước đó, thì cho nên mình xào lên mình không cần để nước, mình chỉ cần nêm nếm cho nó vừa ăn, rồi mình xào cho nó đều và nó vừa chín giá thôi. Mà giá rất là nhanh chín, mình xào mình trộn cho nó đều thì nó sẽ chín nhanh lắm. Đối với người ăn chay của mình, cái món giá xào hẹ với đậu hũ với nấm bào ngư này là một món rất là đơn giản mà vô cùng dinh dưỡng nha các bạn. Mà cũng rất là ngon, rẻ tiền nữa, rất là dễ ăn. Mà mình cũng dễ chế biến nữa. Mình hướng dẫn mọi người làm theo cách này, ăn rất là ngon và nhanh lò gọn lẹ. Rồi như vậy là mình sẽ tắt bếp nha. Giá nó vừa chín tới, nó còn rất là sợp, cái cọng giá nó rất là ngon. Mình sẽ tắt bếp nha và cho ra dĩa luôn ngay lập tức. Wow, cái món giá xào của mình rất là đơn giản mà nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây là một bữa ăn đơn giản của gia đình của mình, không có gì đặc biệt hết nhưng mà vô cùng giàu dinh dưỡng, rẻ tiền
đầy đủ chất dinh dưỡng mà cũng rất là ngon. Rồi, mọi người cùng chế biến với Kỳ Duyên mình nha. Rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ mà cũng giàu dinh dưỡng. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc, vui tươi, sức khỏe dồi dào. Nhờ ơn Đức Phật Hào Quang A Di Đà soi rọi cứu độ chúng sanh, bốn ơn ba cõi khắp pháp giới chúng sanh dịch bệnh qua đi, chúng sanh an lạc hòa bình thế giới. A Di Đà Phật.